Ủy ban nhân dân thị trấn Long Hải đã tổ chức lễ phát động xây dựng khu phố Hải An đạt chuẩn khu phố kiểu mẫu giai đoạn 2022-2023. Triển khai đề án xây dựng khu phố Hải An thành khu phố kiểu mẫu giai đoạn 2022-2023, thị trấn Long Hải phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí gồm 100% đường tuyến hẻm được cứng hóa, không có công trình nhà ở bị xuống cấp hư hỏng mà không được duy tu sửa chữa kịp thời trên 70% đường chính được trồng hoa và cây xanh, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. 100% gia đình chấp hành tốt quy định về mai táng phù hợp theo quy hoạch. 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ văn quá được xây dựng theo quy hoạch, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật. Hơn 95% người dân có việc làm trên tổng dân số trong độ tuổi có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hơn 90% hơn 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng. Người dân không lấn chiếm lòng đường, hè phố, không có chợ cốc, chợ tạm. Ngay sau lễ phát động, cán bộ đảng viên và người dân khu phố Hải An đã ra quân thu gom rác, vệ sinh môi trường và trồng hoa các tuyến đường trên địa bàn khu phố. Dịp này, Ủy ban dân thị trấn Long Hải đã trao 23 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố Hải An.